Người càng lẫn đẩn mà bạn đi đường thẳng thì chỉ đi vào đường tử, đường tuyệt lộ. Trái lại, bạn cần đi đường tắt, đường vòng, đi cửa sau, cửa giữ phòng, chứ không nên phơi mình ra chính diện. Vì nếu bạn nghĩ bạn là nhân vật chính của một câu chuyện, một vấn đề, thì đảm bảo với bạn, tỷ lệ bạn sẽ thất bại hoặc mãi trở thành nhân vật phụ trong thực tế là rất cao. Để ứng phó với số phận nghiệt ngã, bạn thậm chí phải tự giấu mình, giấu đi khát vọng bên trong. Nhưng thực tế khi... Xin chào các bạn, sau đây sẽ là ba cách mà Eva tin rằng sẽ giúp cho người lận đận ít nhiều cải vận được số phận của họ, đặc biệt là vấn đề sự nghiệp. Những ai biết đến quân sư Eva sẽ không xa lạ với phong cách của mình. Những gì mình chia sẻ cho các bạn đều có lý do, và nó không chỉ đơn giản là những lời thoáng qua như là sách giáo khoa, mà từ trải nghiệm và nghiên cứu của mình. Nên trước khi các bạn muốn lướt sóng, hãy chậm lại vài giây phút thôi để nghe mình giải thích vì sao nhé. Nếu như bạn cảm thấy có lý, thì tức là ý trời muốn bạn nghe video này. Thứ nhất, hãy tự tin nỗ lực chứ đừng tự tin vào chiến thắng. Người càng lận đận thì càng phải nỗ lực gấp đôi người thường. Thậm chí khi bạn cực lực cũng chưa chắc có được kết quả như bạn muốn. Và thậm chí sự thất bại đến không đếm xuể một cách rất bất công, lãng xẹt, kêu trời không thấu. Nhưng bạn không có cách nào khác là phải không ngừng cố gắng để mà cảm hóa lòng trời nhằm thay đổi vận mệnh. Ngoài ra là không nên quá tự tin vào sau chuỗi logic theo kiểu nghĩ rằng nếu đã làm thì sẽ có ăn, sẽ có kết quả. Bởi vì với người lận đận thì chẳng có logic nào thực thi công lý hiệu quả bằng cách tự bạn tìm ra công lý cho mình thông qua việc áp dụng chiến thuật tâm linh. Tức là không nên quá tự tin chắc rằng bạn sẽ chiến thắng về điều gì đó. Cách này không phải cổ suý việc tự ti, mà khuyên bạn cần phải khiêm tốn. Vì chỉ có sự khiêm tốn không ảo vọng, vòng quay số phận sẽ đảo chiều lại. Người càng lận đận mà bạn đi đường thẳng thì chỉ đi vào đường tử, đường tuyệt lộ. Trái lại, bạn cần đi đường tắt, đường vòng, đi cửa sau, cửa giữ phòng, chứ không nên phơi mình ra chính diện. Vì nếu bạn nghĩ bạn là nhân vật chính của một câu chuyện, một vấn đề, thì đảm bảo với bạn, tỷ lệ bạn sẽ thất bại hoặc mãi trở thành nhân vật phụ trong thực tế là rất cao. Để ứng phó với số phận nghiệt ngã, bạn thậm chí phải tự giấu mình, giấu đi khát vọng bên trong, nhưng vẫn thể hiện tài năng để mong cầu đấng linh thiêng chú ý đến bạn, thông cảm với bạn và cho bạn thẻ bài thắng trận, hoặc ít nhất là thẻ bài hồi sinh, để nếu không thể thắng vòng đầu thì có thể thắng được vòng sau. Cách thứ hai, hãy tìm tác nhân giúp bạn lột xác. Nếu bạn đi một mình thì bạn sẽ khó đi nhanh vì bạn quá đơn độc. Người lận đận khi phải đối diện với nhiều chướng ngại làm nản chí sẽ hay mất đi nghị lực và thần trí sáng suốt. Sức lực tự thân một cách kiên trì của bạn thì có lẽ cũng sẽ có một ngày nước chảy đá mòn. Nhưng vấn đề là nếu như bạn mòn mỏi một cách kiệt sức thì liệu có còn điều kiện để nắm bắt cơ hội tốt hay không? Có thể thụ hưởng được thành quả bạn đã đổ mồ hôi sôi nước mắt hay không? Cho nên bạn phải tìm tác nhân giúp bạn lột xác. Tác nhân đó chắc chắn phải là một con người chứ không phải là một cơ hội hay trông chờ vào một phép màu nào đó. Vì chỉ có con người với nhau mới dễ giao tiếp và tạo động lực cho nhau, mới đủ thử xấu hiểu nhân sinh, mới có thể sẵn sàng mở rộng tấm lòng và đức độ của họ nhằm nâng bạn lên cùng với họ. Không phải cơ hội hay kết quả gì đó sẽ cứu lấy bạn, mà chỉ có con người mới là tác nhân tạo ra đúng cơ hội cho bạn, để rồi dẫn dắt bạn hướng đến một kết quả đáng ra thuộc về bạn. Dĩ nhiên, ý nguyện muốn tìm không phải là dễ có, bởi vì nó còn tùy thuộc vào sự cầu thị, nhẫn nại và cái duyên của bạn với người ta. Nhưng Eva nghĩ rằng nếu như bạn dụng tâm với điều này, bạn khiêm tốn, biết học hỏi, đặc biệt biết nhìn nhận và tôn trọng nhân tài, người cao năng trí lực thì chắc chắn bạn sẽ gặp được. Cách thứ ba là hãy luôn cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là con đường mới nên nhiều khi còn bị xem nhẹ. Nhưng mình dám chắc với bạn từ trải nghiệm và nghiên cứu của mình. Nếu như bạn có lòng tin cầu nguyện, bạn nỗ lực tương xứng với điều bạn thỉnh cầu, chứ không phải là ngồi chờ sung rụng, thì dần dần bạn sẽ cảm hóa được lòng trời, thu hút được nhiều cơ hội và quý nhân sẵn sàng ra tay giúp bạn ở giây phút bạn cần trợ giúp nhất. Cầu nguyện không nhất thiết bắt buộc bạn phải theo đạo, miễn rằng bạn chia sẻ suy nghĩ về vấn đề của bạn trước vạn vật, chư vị linh thiêng mà bạn đặt niềm tin. Và bạn cầu nguyện từ trái tim và khát vọng của bạn. Bạn làm việc này một cách tự nhiên, giống như thể bạn đang chia sẻ nỗi lòng của bạn với đất mẹ tình cha tâm linh để được họ lắng nghe và chở che cho bạn. Người lận đận mà là nhân tài thì thường mạng lớn ở những thời khắc kinh thiên động địa, nhưng lại dễ yếu trước những vấn đề nhỏ lẻ không đáng chi, ví dụ như trước tiểu nhân tiểu tốt là ke lục chốt. Khi bạn cầu nguyện, thế lực tâm linh sẽ đồ hộ cho bạn vững vàng hơn trước sóng lớn và vượt qua đòn hiểm bất ngờ của những kẻ giấu mình trong góc tối. Còn nếu như bạn không có niềm tin gì hết thì dễ gặp đại họa chí mạng khó lường một cách bất ngờ. Còn người lận đận mà không phải nhân tài thì càng phải cầu nguyện,
cộng với sự nỗ lực cố gắng không lười nhác để sức mạnh tâm linh nâng đỡ bạn lên, giúp bạn thức tỉnh, truyền cho bạn trí tuệ để bạn dần dần tìm ra định hướng cho mình. Sự cầu nguyện chắc chắn không ai bắt buộc bạn, và điều đó cũng không phải là tiêu chí sống còn để quyết định sự nghiệp và bổn phận của bạn. Bởi vì đời người mãi là ẩn số, nếu đó là nghiệp bạn bắt buộc phải trả thì cũng khó ai cứu được. Nhưng thà bạn cầu nguyện để được giác ngộ, được che chở để sửa sai, để giải quyết dứt điểm nghiệp lực của mình không bằng con đường này thì cũng bằng con đường khác. Còn nếu như bạn không hề muốn cầu nguyện, thì hãy sẵn sàng, trận chiến này sẽ chỉ là mình bạn và chỉ có bạn mà thôi.